Xin chào toàn thể cô bác anh chị và các bạn. Chào mừng cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Công Auto. Ngày hôm nay thì em Công lại trở lại để giới thiệu với cô bác anh chị và các bạn về một mẫu xe bên em vừa mới nhập về đấy ạ. Đó là mẫu Ford EcoSport bản Titanium, số tự động, cửa sổ nóc, điều hòa auto, xi nhan tích hợp trên gương kính chỉnh điện. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, đến từ nhà sản xuất Ford của Mỹ. Chiếc xe này bên em đang bán với giá là 505 triệu 2016 gà nhé. Xe đăng ký 2016. Xe có nước sơn màu đỏ rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Đây ạ. Là răng đúc, vành ABS đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn. Bản nó là bản Titanium nhé. Bản Titanium. Xe trang bị camera hành trình, cam lùi cũng như là cảm biến lùi hỗ trợ đậu xe đầy đủ như cả nhé. Đầy đủ luôn. EcoSport bản Titanium. Đấy, có giá để đồ trên nóc này. Anten đầy đủ luôn này. Lốp treo. Đến từ nhà sản xuất Ford của Mỹ. Xe thì chìa khóa thông minh trên cánh cửa này, để nổ start stop. Đầy đủ luôn cả nhé, đầy đủ luôn. Rất đẹp luôn. Xe bao test hãng luôn cả nhà, tìm ra lỗi tặng xe luôn. Xe bao chất luôn đấy ạ. Chỉ với giá là 505 triệu, chúng ta đã sở hữu một chiếc Ford EcoSport bản Titanium 2016 đây rồi. Vừa rồi thì em có đi tổng quan về ngoại thất để cho cô bác anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về ngoại thất của chiếc xe này. Thì tổng ngoại thất của chiếc xe này là nguyên sơn zin nguyên bản của xe. Sơn zin nguyên bản của xe 100% nhé cả nhé. 100% sơn zin nguyên bản của xe. Xe không có một vết xước nhỏ luôn, bác chủ đi cực kỳ giữ gìn luôn ạ. Cực kỳ giữ gìn luôn. Thì bây giờ mời cả nhà xem tiếp ạ. Đây chúng ta có thể xem về đằng trước này. Đằng trước đèn đèn halogen phản xạ đa chiều này. Đấy, halogen phản xạ đa chiều. Bên dưới cũng là đèn halogen này, đèn gầm hoặc là hai đèn halogen. Bên đây cũng vậy này. Đấy. Đèn thì rất là sáng, không hề khác màu. Mặt ga lăng rất là lớn luôn. Đây ạ. Mặt lưới tản nhiệt ga lăng đều được bọc mạ chrome hết rồi nhé cả nhà nhé. Đều được bọc mạ chrome hết rồi. Rất chất đẹp luôn. Xe em vừa với đi mưa về đây cả nhà nhìn này. Xe bao test luôn cả nhé. Bao test luôn, bao check hãng luôn. Khô khốc luôn. Khô khốc khủng khủng luôn cả nhé. Không một vết gì dầu nhỏ luôn, không có vết gì sét luôn. Rất chất đẹp luôn. Rất chất đẹp luôn. Cực kỳ chất đẹp luôn. Và bây giờ mời cả nhà chúng ta sẽ xem tiếp. Chúng ta sẽ kiểm tra về lốp lắp của chiếc xe này cũng như là gương kính. Đây, lốp của chiếc xe đây cả nhé. Lốp rất là dày này. Đấy, lốp rất dày luôn. Lốp taro còn nguyên này, lốp mới này, rãnh rất là sâu luôn này. Đấy. Là răng đúc nhiều chấu, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ nhé cả nhé. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ luôn. Rất rất đẹp luôn. Đây là chúng ta có thể nhìn tất cả các chi tiết này. Tất cả các chi tiết rất là khít đẹp luôn cả nhé. Rất khít đẹp luôn. Đó. Tất cả các chi tiết luôn. Rất khít đẹp luôn đấy ạ. Tổng toàn bộ xe đây. Xe trang bị cửa sổ nóc đầy đủ luôn. Cửa sổ nóc đầy đủ luôn. Đây, kính chính này. Kính chính là kính zin này. Kính chính là kính zin. Kính này cũng là kính zin luôn cả nhé, cũng là kính zin luôn. Đấy, cũng là kính zin luôn. Xi nhan tích hợp trên gương này. Xi nhan tích hợp trên gương, tất cả các chi tiết này. Rất khít đẹp luôn. Có bậc lên xuống nhé, bậc lên xuống rất đẹp luôn. Đấy, bậc lên xuống đều được bọc phiền, đều được bọc mạ chrome hết này. Đấy, rất khít đẹp luôn. Chìa khóa thông minh trên cánh cửa này. Đấy, chìa khóa thông minh trên cánh cửa. Đây ạ. Kính này là kính zin nhé cả nhé, là kính zin nhé. Kính này là kính zin này. Đấy, chúng ta kiểm tra kính cũng như là kiểm tra keo chỉ luôn. Đây ạ. Keo chỉ này, bao zin luôn cho cả nhà nhé. Bao zin luôn cho cả nhà luôn. Đó, keo chỉ bao zin luôn. Rất đẹp luôn đấy ạ. Rất đẹp luôn. Keo chỉ bao zin luôn cho cả nhà luôn. Bao zin luôn, cực kỳ chất đẹp luôn. Đây, táp ly táp lô đây. Không hề bị bóng mờ đâu. Rất sần đẹp luôn. Đây, gương kính chỉnh điện này. Đây, gương kính chỉnh điện. Đây là nội thất màu da đen, chỉ thêu màu đỏ, làm cho chiếc xe này rất là nổi luôn cả nhé. Làm rất là nổi luôn. Vô lăng tích hợp bàn phím này. Vô lăng tích hợp bàn phím này. Xe thì trang bị rất là nhiều những túi khí. Như đây một túi khí này. Đây một túi khí là 2 này. Đây một túi khí là 3 này. Đây một túi khí là 4 này. Tai ghế một túi khí là 5 này. Đây một túi khí nữa là 6 này. Và tai ghế này một túi khí nữa là 7 túi khí này. Đó, xe trang bị 7 túi khí cả nhà nhé. Vô lăng tích hợp bàn phím. Đề nổ start stop. Đấy, để nổ start stop luôn. Em sẽ nổ máy lên cho chúng ta kiểm tra.
Đây nó start top nhé. Điều hòa auto này, điều hòa auto cực mát luôn. Màn hình đây, xe thì trang bị màn hình rồi, đầy đủ rồi. Cam hành trình đây, màn hình của cam hành trình đây, và cam lùi luôn, hiển thị lên tất cả những cái chỉ số trên đây luôn. Khi chúng ta lùi lùi xe nó sẽ hiện hết ở trên đây luôn. Đây ví dụ như chúng ta lùi xe này, nó sẽ hiện hiện toàn bộ luôn đấy cả nhà nhé, nó sẽ hiện toàn bộ lên cái màn hình này luôn. Xe thì đây ạ, sổ bảo hành còn nguyên này. Đấy, sổ còn bảo hành còn nguyên cả nhé, sổ bảo hành còn nguyên, ghi đầy đủ luôn, chi tiết luôn. Đấy, bao check hãng cho cả nhà luôn nhé cả nhà nhé, tất cả các chi tiết còn nguyên si luôn. Đây, khi ví dụ như là chúng ta lùi thì đã, nó sẽ hiện lên như thế này đấy, cam lùi đã đầy đủ luôn cả nhé, cam lùi đầy đủ luôn, rất chất luôn. Chìa khóa còn nguyên, chìa khóa còn nguyên nhé cả nhà nhé. Đây, táp ly táp lô này không hề bị bóng mờ một tí nào luôn, rất sần đẹp luôn. Xe bao cho cả nhà luôn, không đâm xô, không tai nạn, không gặp nước luôn nhé cả nhà nhé, không đâm xô tai nạn gặp nước luôn. Đây ạ, tấm chắn nắng theo xe này, trần bọc nỉ này, trần bọc nỉ cực kỳ đẹp luôn cả nhà nhé, trần bọc nỉ cực kỳ đẹp luôn. Đây, xe thì trang bị cửa sổ nóc, xe trang bị cửa sổ nóc, cửa sổ nóc hoạt động rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng êm ái luôn, vận hành rất nhẹ nhàng êm ái cả nhé, cực kỳ chất luôn. Ghế bọc da, ghế bọc da nguyên bản theo xe, tất cả các chi tiết nguyên bản theo xe như cả nhé, đăng ký 5 chỗ ngồi, cực kỳ rộng rãi, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ chất luôn. Đèn ổ thông minh này, sưởi kính sấy kính này, điều hòa auto này, đầy đủ luôn này, điều đầy đủ luôn. Số tự động, hộp số là hộp số tự động rồi. Có chế độ lái thể thao này, gảy số trên cần gảy số luôn cả nhé, có chế độ lái tay đấy, rất chất đẹp luôn. Có tất cả những cái cổng ra như cổng USB này, cổng điện 12V này, để cho chúng hỗ trợ chúng ta khi nghe nhạc hay là chúng ta có thể cắm tất cả những cái thiết bị khác, nào những thiết bị điện thoại hay là cắm vào thiết bị camera hành trình hay gì đó. Đấy, bản lề cánh cửa này, chúng ta nhìn này, tất cả những ốc đinh tán này còn nguyên si nhé, ốc vẩy màu QC còn nguyên này, rất chất đẹp luôn, cực kỳ chất đẹp luôn đấy ạ. Đây, chúng ta xem cái kính sau đây, kính sau là kính zin nhé cả nhé, kính là kính zin luôn. Cả nào nhìn thấy không, táp ni táp mô thì vô cùng đẹp luôn, vô cùng đẹp luôn đấy ạ. Đây, keo chỉ bao zin luôn cho cả nhà luôn, keo chỉ rất chất luôn, rất chất đẹp luôn cả nhé, rất chất đẹp luôn. Em thì cũng làm video rất nhiều rồi, nhập rất nhiều chiếc xe rồi, nhưng mà chiếc này thì em cực kỳ ưng luôn đấy ạ. Các ốc đinh tán này, các ốc đinh tán của nhà xuất này, đấy, bản lề cánh cửa này cực kỳ chất đẹp luôn này, tất cả các chi tiết luôn, rất rất đẹp luôn cả nhé, cực kỳ chất đẹp luôn, rất hay, rất đẹp luôn. 2016 chỉ có giá là 505 triệu thôi. Đây, kính này là kính zin này, là kính zin này, lốp mới này, đấy, taro còn nguyên này, lốp mới ránh rất là sâu luôn, rất là sâu luôn cả nhé. Đây, tất cả các cụm đèn đít này, đấy, rất là sáng, không hề khác màu luôn, cực kỳ đẹp luôn. Chiếc xe này chạy thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, nó sẽ rơi vào khoảng 1,5 km, 1,5 lít trên 100 km nhé, đường hỗn hợp thôi, máy động cơ có 1.5 thôi, EcoSport này, lốp treo cả nhé. Đây, thì bản này là bản titanium này, mở cốp sau cũng gì ạ, cũng bằng nút mở cửa thông minh, khóa mở thông minh luôn, nút khóa thông minh. À, chúng ta có thể nhìn này, tất cả các chi tiết luôn đấy ạ, keo chỉ đây, keo chỉ đây, tất cả các chi tiết luôn, rất khít đẹp như cả nhé, rất là khít đẹp luôn, rất chất luôn, cực kỳ chất luôn đấy ạ. Thì lực hỗ trợ là đây, bàn lề cửa đây, bàn lề cánh cửa cốp đít đây, tất cả các chi tiết này, ốc đinh tán của nhà sản xuất này, còn nguyên luôn. Hộp sau của chiếc xe này đây, đựng đồ thì tha hồ rộng rãi luôn, tha hồ rộng rãi luôn cả nhà nhé, cực kỳ rộng rãi luôn. Kích lắp đầy đủ luôn đây ạ, kích lắp đầy đủ luôn, rất rộng rãi luôn. Đây cũng vậy luôn, tất cả các chi tiết này, tai đèn zin của nhà sản xuất này, các ốc đinh tán của nhà sản xuất này còn nguyên luôn nhé cả nhà nhé. Đây cũng vậy, là còn nguyên luôn, còn nguyên luôn, rất đẹp luôn.
Con này đường trường thì chỉ chạy có tầm khoảng 5,4 lít thôi. Còn đường hỗn hợp thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 6,5 lít. Đây, xe trang bị camera lùi này, cảm biến lùi hỗ trợ đậu xe đầy đủ các bạn nhé. Cảm biến lùi hỗ trợ đậu xe đầy đủ luôn. Đây, chúng ta có thể nhìn gầm đây, cực kỳ chất luôn nhé cả nhà nhé. Cực kỳ chất luôn cho một chiếc xe sản xuất 2016. Sản xuất 2016. 2016 cả nhé. Chỉ có 505 triệu chúng ta đã sở hữu chiếc xe này rồi. Đời cao luôn. Đây ạ, kính zin này. Lốp mới đẹp này. Đấy, lốp mới đẹp. Đây, chúng ta có thể xem phần keo chỉ này luôn. Keo chỉ trên cánh cửa này đây ạ, cực kỳ đấy ạ. Cực kỳ chất luôn. Bao zin luôn cho cả nhà nhé. Keo chỉ bao zin luôn cho cả nhà đấy ạ. Keo chỉ bao zin luôn. Cực kỳ chất đẹp luôn. Cực kỳ chất đẹp luôn. Đây cũng vậy. Đúng không ạ? Tất cả những gioăng cao su không hề mất một phân nhé. Không hề mất một phân luôn. Tất cả các chi tiết này rất khít đẹp luôn. Rất khít đẹp luôn. Ghế ngồi thì rộng rãi, 5 chỗ thì rất cực kỳ rộng rồi. Đây, chìa khóa thông minh trên cánh cửa này. Kính này là kính zin này. Đó, là kính zin này. Keo chỉ đây. Bao zin luôn cho cả nhà, bao check hãng luôn. Hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe. Nhá, bên em có hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe. Nếu có ba anh chị và các bạn mà muốn sở hữu chiếc xe này nhưng mà tài chính chưa đủ thì bên em vẫn hỗ trợ để cho chúng ta trả góp 70% lãi suất ngân hàng, cực kỳ thấp luôn. Chỉ 0,8 đến 0,9 thôi một tháng. Rất là thấp luôn cả nhá. Và lãi suất giảm dần theo tháng cả nhá. Lãi suất giảm dần theo tháng. Thủ tục thì cực kỳ nhanh gọn luôn. Cực kỳ nhanh gọn luôn. Và chúng ta có thể sở hữu được xe ngay trong ngày luôn cả nhà nhé. Đây ạ. Lốp lam này, tất cả các chi tiết rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Vừa rồi thì em có quay video chi tiết rồi. Đây, chúng ta có thể kiểm tra thêm về cái vấn đề đăng ký đăng kiểm đây. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 1 năm 2020. Đến tháng 1 năm 2020 cả nhé. Còn rất là dài luôn. Còn rất là dài luôn. Thì bây giờ mời cả nhà chúng ta sẽ xem đến phần động cơ của chiếc xe này. Động cơ của chiếc xe nhé. Đây ạ, động cơ của chiếc xe. Tất cả các chi tiết bao zin luôn cho cả nhà nhé. Đấy, vảy màu này. Đấy, vảy màu luôn. Vảy màu của QC nhà máy này. Tất cả các chi tiết luôn này. Tai đèn zin của nhà sản xuất này. Đấy, tai đèn zin của nhà sản xuất này. Đây, chúng ta có thể nhìn này. Đó. Bao zin luôn cho cả nhà nhé. Bao zin luôn. Nắp cabo này. Phẳng lừ luôn. Keo chỉ còn nguyên. Đấy, tất cả các lỗ tròn xe còn nguyên gioăng cao su luôn. Đấy, nguyên gioăng cao su luôn nhé. Đây, bo của Mỹ đây. Đó. Tất cả các chi tiết luôn, từ những chi tiết nhỏ nhất này. Đó. Các lỗ tròn xe. Các lỗ tròn xe luôn. Đó. Cả logo của hãng này. Đó. Tất cả các chi tiết rất là khít đẹp luôn. Đây ạ, tai đèn zin của nhà sản xuất này. Tai đèn zin của nhà sản xuất này. Tất cả các chi tiết các bạn nhé. Đó. Còn nguyên. Đó. Ốc đinh táng của nhà sản xuất còn nguyên luôn. Tất cả các chi tiết đây ạ. Đó. Rất khít đẹp luôn, rất chất luôn. Rất chất luôn. Em vừa mới lấy về còn chưa rửa mà máy móc vẫn còn sạch như thế này. Đây, ốc vẩy màu của nhà máy đây. Tất cả những bút vẩy màu của nhà máy này. Đó. Tất cả các chi tiết luôn, rất khít đẹp luôn. Cục ABS này, đầy đủ luôn này. Đó. Dầu phanh dầu đầy đủ luôn này. Đó. Tất cả các chi tiết luôn. Ác quy còn thậm chí còn chưa tháo một lần như cả nhé. Ác quy thậm chí còn chưa một lần tháo ra luôn. Đó. Cực kỳ chất đẹp luôn. Cực kỳ chất đẹp luôn đấy. Tất cả các chi tiết luôn. Em sẽ soi cho cả nhà luôn. Tất cả các chi tiết này rất khít đẹp luôn. Vừa rồi thì em đã làm video chi tiết về chiếc Ford EcoSport bản Titanium sản xuất 2016, động cơ 1.5 số tự động, cửa sổ nóc. Chiếc này bên em đang bán với giá là 505 triệu. Cô bác anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình một chiếc EcoSport thì hãy liên hệ cho em Công theo số điện thoại là 0945 883980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe. Cô bác anh chị và các bạn mà đang theo dõi trên kênh YouTube của Công Auto thì đừng quên ấn nút màu đỏ đăng ký để ủng hộ cho salon bên em nhé. Khi chúng ta nút màu đỏ rồi nó sẽ hiện lên hình quả chuông, thì chúng ta sẽ bấm vào hình quả chuông đó để chúng ta sẽ là những người đầu tiên nhận những video tiếp theo khi em lên sóng giới thiệu những mẫu xe mới nhất về bên salon bên em ạ. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn cô bác anh chị và các bạn vào những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.